Những con cá mập đầu tiên đã tiến hóa từ hơn 450 triệu năm trước, hơn 200 triệu năm trước khi loài động vật có vú đầu tiên xuất hiện. Không giống như nhiều nhóm động vật khác đã tuyệt chủng, cá mập vẫn là một trong những loài động vật phong phú nhất trong các đại dương trên trái đất ngày nay, khiến chúng trở thành một trong những nhóm động vật sống lâu đời nhất. Cá mập thời tiền sử tồn tại với nhiều hình dạng hấp dẫn khác nhau, từ những kẻ săn mồi khổng lồ ở đỉnh cho đến những loài có vẻ ngoài kỳ quái với miệng hình lưỡi cưa. Những loài cá mập khác nhau này đã thống trị các vùng biển trong suốt thời gian địa chất, thống trị cùng với các loài bò sát biển và các loài săn mồi sống ở đại dương khác trong quá khứ. Trong video ngày hôm nay, mình và các bạn sẽ cùng tìm hiểu để có cái nhìn tổng quan về 15 loài cá mập thời tiền sử hấp dẫn nhất. Video này được chúng mình góp nhặt từ nhiều nguồn, nên nếu có thông tin cần đính chính, các bạn hãy bình luận góp ý ở bên dưới nhé. Còn bây giờ thì hãy ấn like, subscribe ủng hộ Ultrasa. Rồi chúng ta cùng đến với những nội dung chính của video ngày hôm nay thôi nào. Số 15, Hesynchus. Thường được gọi là cá mập sáu mang mũi cùng, Hesynchus là một hóa thạch sống vì đó đã xuất hiện từ thời kỳ kỷ Jura. Trên thực tế, hóa thạch của họ hàng của loài cá mập này đã được tìm thấy trong các tảng đá cổ niên đại từ kỷ Trias. Đặc điểm đáng chú ý nhất của loài cá mập này là mõm tròn và cùng. Nó cũng có 6 cặp khe mang, một đặc điểm chỉ có ở các loài cá mập nguyên thủy. Hầu hết cá mập hiện đại chỉ có khe 5 mang. Hesynchus là loài sống ở vùng nước sâu, có thể bơi ở độ sâu lên tới 2.500m. Nó sống ở vùng biển nhiệt đới và ôn đới trên khắp thế giới. Số 14, Scabanorhynchus. Scabanorhynchus thuộc cùng họ với cá mập yêu tinh thời hiện đại và có ngoại hình rất giống nhau. Những loài cá thời tiền sử này đã tuyệt chủng vào thế Miocene và có một số khác biệt nhỏ khiến nó khác biệt với cá mập yêu tinh. Đặc điểm nổi bật nhất của Scabanorhynchus là mõm dài kéo dài qua hàm. Chiếc mõm có lẽ hữu ích trong việc di chuyển trong các vùng nước tối và bắt con mồi trong hệ sinh thái dưới nước sâu nơi loài cá mập này sinh sống. Mặc dù chỉ dài khoảng 4,15m, Scabanorhynchus có hàm răng quá khổ với những chiếc răng cao tối đa có thể lên tới 6cm. Số 13, Somdiosus. Somdiosus thường được gọi là cá mập Greenland. Mặc dù vẫn còn sống cho đến ngày nay, nhưng giống cá mập này được coi là cá mập thời tiền sử vì nó tồn tại đã hơn 100 triệu năm. Nó là một sinh vật hấp dẫn với tuổi thọ đáng kinh ngạc lên tới hơn 400 năm đối với một cá thể. Điều này có nghĩa là cá mập Greenland có tuổi thọ dài nhất so với bất kỳ loài động vật có xương sống nào được biết đến. Nó cũng là một trong những loài cá mập lớn nhất còn sống, có chiều dài trung bình khoảng từ 2,4 đến 7m. Somdiosus là loài săn mồi đỉnh cao ăn các loài cá mập khác và các loài cá khác nhau. Somdiosus cũng là loài ăn xác thối một phần được biết đến là ăn xác chết. Số 12, Praetosirinia. Biệt danh của Praetosirinia là cá mập Gizu, cho chúng ta biết mọi thứ cần biết về loài cá mập thời tiền sử này. Cái tên này đề cập đến con dao Gizu phổ biến, có hàm răng sắc như dao cạo của cá mập. Những chiếc răng cắt xương này có hiệu quả trong việc hạ gục một số loài động vật lớn nhất ở vùng biển kỷ phân trắng, bao gồm cả những loài săn mồi đáng chú ý khác như thường lông, thằn lằn đầu rắn và Sibactinus. Với tổng chiều dài cơ thể khoảng 8m, trọng lượng gần 5 tấn và có hình dáng tương tự như cá mập trắng thời hiện đại, Praetosirinia chắc chắn là một trong những loài cá mập hung dữ nhất của vùng biển kỷ phân trắng. Số 11, Otodes. Otodes là một loài cá mập cá thu còn sống cho đến khoảng 33 triệu năm trước ở các đại dương ấm áp trên toàn cầu. Đó là một loài cá mập săn mồi lớn, với một số loài được các nhà khoa học cho rằng Otodes obliquus có chiều dài khoảng 8-9m, các loài khác lớn hơn nhiều với Otodes auriculatus, Otodes angustirens, Otodes chubutensis. Được ước tính chiều dài cơ thể tối đa lần lượt là 9,5m, 11-12m và 13,5m. Loài lớn nhất đó là Megalodon, được ước tính đạt chiều dài cơ thể tối đa khoảng 20,3m. Với kích thước của nó, Otodes có lẽ là một trong những loài săn mồi đỉnh cao của thế Paleocene và Miocene. Một số hóa thạch răng của loài cá này dài tới 10,4cm, có tác dụng cắn xuyên con mồi lớn. Số 10, Othacanthus. Othacanthus là một chi cá mập sống ở vùng nước ngọt và đầm lầy ở Bắc Mỹ và châu Âu từ thời kỳ Carbon thượng đến kỷ Permi. Các cá thể trưởng thành là loài săn mồi đỉnh cao trong môi trường sống của chúng. Othacanthus có thân hình dài giống lươn với các vây tương đối ngắn. Nó thường được so sánh với Cenacanthus, một loài cá mập khác sống cùng thời nhưng nhỏ hơn đáng kể.
giống như Senacanthus, Othacanthus cũng có một chiếc gai dài nhô ra khỏi đầu để có thể phục vụ mục đích phòng thủ. Số 9. Tichodus. Cá mập tại hiện đại phát triển mạnh nhờ cá và các con mồi thân mềm khác, nhưng Tichodus, một loài cá mập kỹ phấn trắng muộn có chế độ ăn chuyên biệt hơn. Nó có hàm răng tròn thay vì răng hình tam giác điển hình của hầu hết các loài cá mập. Những chiếc răng này đã được sửa đổi để nghiền nát vỏ và những con mồi có thân cứng và động vật có vỏ, ammonite và động vật hai mảnh vỏ. Tichodus sống chủ yếu ở đường biển nội địa phía Tây, bao phủ hầu hết Bắc Mỹ trong kỷ phân trắng. Hóa thạch của loài cá mập thời tiền sử này cũng đã được tìm thấy ở các lục địa khác. Theo một số ước tính, đó là một con cá mập lớn và có thể đạt chiều dài lên tới 10 mét. Số 8. Senacanthus. Nếu kỳ lân có thật và nó sống dưới nước thì đó là Senacanthus. Loài cá mập nước ngọt thời tiền sử này sống trong kỷ Carbon và được biết đến với chiều dài cột sống đặc biệt nhô ra từ phía sau đầu giống như sừng kỳ lân. Tên của loài cá này có nghĩa là cột sống của người ngoài hành tinh, ám chỉ đến chiếc gai kỳ lạ trên đầu nó. Các chuyên gia đã suy đoán rằng chiếc gai này có nọc độc cực mạnh giống như nọc độc của cá đuối gai độc. Đó là một con cá mập nguyên thủy trông không giống cá mập hiện đại. Thay vào đó, loài cá này có thân hình giống lươn và bơi cũng như lươn. Nó phát triển đến chiều dài khoảng 2 mét. Senacanthus có hàm răng hình chữ V, kỳ quái thích nghi với việc nghiền nát những con mồi có thân hình cứng và động vật giáp xác. Số 7. Rata lamna. Có hình dạng tương tự như các loại cá mập Lamniform thời hiện đại như cá mập trắng lớn và cá mập đuốc lúa. Rata lamna sống từ thời kỳ đầu kỷ phấn trắng đến kỷ Eocene 103 cho đến 46 triệu năm trước. Mặc dù không phải là một trong những loại cá mập thời tiền sử lớn nhất, nhưng đó là một loại quan trọng vì nó được coi là tổ tiên của Otodus và Megalodon, hai trong số những loại cá mập lớn nhất từng được phát hiện. Rata lamna là một trong những chi cá mập phân bố rộng rãi nhất xét về địa lý và phạm vi thời gian. Nó là một loài săn mồi năng động, có chiều dài lên tới 3,5 mét và có thể săn các loài bò sát biển như Plesiosaur và Mosasaur. Số 6. Hybodus. Hybodus đã tồn tại hơn 200 triệu năm, bắt đầu từ kỷ Devon đến cuối kỷ phân trắng. Loài cá mập thời tiền sử này nổi tiếng trong hồ sơ hóa thạch, cho đến nay đã phát hiện được rất nhiều mảnh xương. Một lời giải thích khả dĩ cho tuổi thọ của nhóm cá mập này là tính độc đáo của bộ xương của chúng. Thay vì xương cá mập sụn điển hình, xương của Hybodus cứng và bị vôi hóa. Điều này cũng đã giải thích tại sao xung quanh có rất nhiều hóa thạch của loài cá mập này. Hybodus có chiều dài khoảng 2 mét, nó có hai bộ răng trong hàm, một bộ để xé xác con mồi và bộ kia để nghiền nát những con mồi có vỏ cứng. Số 5. Cladocephalidae. Với sự tồn tại bắt nguồn từ hậu Devon khoảng 385 triệu năm trước, Cladocephalidae được coi là loài cá mập thực sự lâu đời nhất được biết đến trong hồ sơ hóa thạch. Cladocephalidae sống ở môi trường nước ngọt và biển đông và là loài săn mồi tích cực. Hóa thạch của nó được bảo quản tốt trong đá. Chúng lưu giữ dấu vết về đường viền cơ thể, da, sợi cơ và thậm chí cả các cơ quan nội tạng của loài cá mập này. Điều chưa từng có đối với một loài cá mập từ rất lâu trước đây. Số 4. Edestes. Edestes là một loài cá sụn sống trong kỷ Carbon khoảng 318 triệu năm trước, còn được gọi là cá mập răng cắt kéo. Loài săn bò biển này sử dụng hàm răng sắc nhọn ở hàm dưới và hàm trên, được biến đổi để tạo thành những lưỡi cong hoặc xoắn để chém con mồi. Những chiếc răng đặc biệt của Edestes liên tục phát triển và mài nhọn vào nhau. Loại lớn nhất trong chi này có chiều dài lên tới 6,7 mét, có kích thước tương đương một con cá mập trắng lớn. Edestes có liên quan đến Helicoprion, một loài cá mập thời tiền sử khác có hàm được biến đổi thành vòng xoắn. Số 3. Stethacanthus. Stethacanthus là một loài cá mập kỳ quái sống từ kỷ Devon đến thời kỳ đầu kỷ Carbon từ 390 đến 320 triệu năm trước. Nó còn được gọi là cá mập đe do hình dạng phẳng giống như đe của vây lưng. Mục đích của chiếc vây này vẫn còn là chủ đề tranh luận, nhưng các chuyên gia cho rằng nó có thể được dùng như một thiết bị neo để bám vào con cái trong quá trình giao phối hoặc neo đậu với những loài cá lớn hơn. Stethacanthus dài khoảng từ 1,5 đến 3 mét. Hình dạng vây lưng của loài cá này có thể hạn chế khả năng di chuyển trong nước, khiến người ta suy đoán rằng nó là loài ăn ở đáy và săn cá nhỏ, cũng như động vật thân mềm. Số 2. Helicoprion. Helicoprion được cho là một trong những loài cá mập có hình dạng kỳ lạ nhất từng được phát hiện. Mặc dù rất ít thông tin về hình dáng đầy đủ của loài cá mập này, nhưng đặc điểm đáng chú ý nhất của nó là răng xoắn, vừa khít với mặt trước hàm của nó.
Loài cá mập này từng được gọi là cá mập lưỡi cưa do hàm răng độc đáo này. Vòng xoắn răng lớn nhất từng được phát hiện cho đến nay có đường kính lên tới 56 cm. Bản thân con cá mập này dài khoảng 5-8 m, có nghĩa là nó có kích thước tương đương với cá mập phơi hiện đại. Bộ hàm độc đáo của loài cá mập này có thể đã cho phép nó săn được cả những con mồi cứng và mềm. Số 1. Megalodon. Otodes Megalodon thường được gọi là Megalodon. Loài cá mập thời tiền sử này được biết đến chủ yếu từ hóa thạch răng, được coi là loài săn mồi lớn nhất và hung dữ nhất ở vùng biển cổ đại. Nó sống trong thế Miocene và Pliocene. Megalodon là loài siêu ăn thịt có chiều dài tối đa 20,3 m và cá thể lớn nhất có thể nặng tới 45,5 tấn. Với kích thước của nó, loài cá khổng lồ này sẽ phải tiêu thụ 100.000 kcal thức ăn mỗi ngày. Chế độ ăn của Megalodon bao gồm cá voi, hải cẩu và rùa biển khổng lồ. Với lực cắn cao hơn bất kỳ loài động vật nào khác, dù còn sống hay đã tuyệt chủng, Megalodon có thể tiêu diệt bất kỳ loài động vật biển nào ở vùng biển Cainozoi cổ đại. Vừa rồi là 15 loài cá mập tung hoành ở các đại dương thời tiền sử. Các bạn có cảm nghĩ thế nào về các loài này? Hãy bình luận bên dưới cho chúng mình biết nhé. Nếu thấy video này hữu ích, hãy để lại một like, một subscribe cũng như ấn chuông để không bỏ lỡ những video thú vị khác của Ultra Sẻ nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.